Sáng 4 tháng 7 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại buổi họp báo, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định số 766 ngày 1 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về thực hiện đặc xá năm 2022. Quyết định 766 của Chủ tịch nước cũng quy định chi tiết các điều kiện được đề nghị đặc xá, các trường hợp không được đề nghị đặc xá. Trả lời câu hỏi về điều kiện đặc xá đối tượng là cán bộ diện Trung ương quản lý trong các vụ án tham nhũng kinh tế, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết một trong những điều kiện bổ sung là phải thực hiện các nghĩa vụ dân sự như trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại. Các trường hợp phạm tội tham nhũng kinh tế chức vụ khi đã khắc phục nghĩa vụ dân sự thì đều bình đẳng như nhau, đều được xét theo quy trình điều kiện không phân biệt là phạm tội gì, ai đủ điều kiện sẽ được đặc xá. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết hiện nay có 751 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tù ở Việt Nam. Những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài cũng được đối xử bình đẳng như các phạm nhân có quốc tịch Việt Nam trong đợt đặc xá lần này.